makes a heart rather. Video này em test con súp bo xe, súp điện của Mỹ em nhé, bo xe ABC. Đấy, bên trong cấu hình của cái súp này là bên trong nó có hai loa bát đường kính 16,5 cm thôi nhá, củ tự kép bọc chống nhiễu rất là gấu, bo xe ABC. Cái súp này vừa rồi các bác hỏi nhiều nhưng em không có, cái này về được đúng một cái nhá. Đây là cái cặp loa bo xe nó lời nó tay bo xe 161 cái súp này. Mình test cùng gọi mi Peeler 7625 nhé. Đấy, đẹp xuất sắc, riêng nguyên bản đẹp xuất sắc, hoạt động tốt. Chưa tháo ốc luôn nhé, Omni Peeler chưa tháo ốc luôn. Peeler 7625 đấy, riêng nguyên bản nhá, đẹp xuất sắc, chưa tháo ốc luôn. Còn Peeler báo giá luôn cho các bác giá 4.500.000 nhé, 4.500.000 còn Peeler 7625 đẹp xuất sắc, riêng nguyên bản, chưa tháo ốc luôn. Báo luôn cho các bác con bên dưới luôn là con Samsung 607 LX cha, Samsung 607 LX cha, riêng nguyên bản chưa tháo ốc luôn nhé, chưa tháo ốc, chưa vệ sinh, chưa thổi bụi, đã test hoạt động ok. Giá 7.500.000. Còn súp ABC này thì đây là cái dây tín hiệu, dây tín hiệu từ âm đi vào này. À, nút này nút nguồn này, nút nguồn này, nút tăng âm lượng này, giảm âm lượng này, và hai nút này nút chỉnh tần số các thứ nhé. Đấy, đây là dây nguồn này, dây nguồn. Thì bác nào nhu cầu xem ruột gan của con súp này thì em sẽ gửi cho các bác xem nhé. Ruột của nó rất là gấu luôn, hai củ bát nó nhìn rất là phê, củ từ kép bằng cũng nhiễu cho to và óng luôn. Đấy. Nguyên hai củ bát của nó thì trường bán tầm 2 triệu nhá, rất là gấu, hai củ bát rất to. Đấy, con súp đánh rất hay, em vừa test thử rồi, vừa test xong con nghe nó biết. Đấy, đang ghép con súp này với cặp loa bo xe 161 nghe tiếng rất là phê. Con súp bo xe ABC này bán giá 3.500.000 thôi nhá, 3.500.000 giá sản phẩm không bao gồm với ship. Cái súp này nó có nhiều đời nhá, nó có nhiều đời, có đời thì nó không có cái này, mà cái đời mà nó có cái này rất là hiếm nhá. Như đời khác nó sẽ có cái volume chỉnh âm lượng, nhưng mà nó cái này nó không có, nó thay bằng mấy nút này. Cái bản này là bản nâng cấp nhé, bản này nâng cấp, bản về sau nâng cấp thì nó bỏ volume đi, nó chỉnh bằng mấy nút này, nó chỉnh tần số, nó chỉnh nút đấy, tăng bật tắt nguồn. Bản này bản về sau nhé, bản nâng cấp của mấy cái bản kia, giá 3.500.000 đồng. Cặp loa lời loa tay bo xe 161 giá 2.700.000 đồng. Âm ly Peeler 7625 giá 4.500.000. Samsung 607 LX cha công suất rất là khỏe nha các bác, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, ghép vàng hát karaoke rất là hay, giá 7.500.000 đồng, riêng nguyên bản chưa tháo luôn. Test tiếp vào nhạc nữa các bác nghe rất là phê. Tăng xuống lên nhé, tăng đây.
bác quan tâm sản phẩm nào thì alo em theo số điện thoại 038 232 8302, giao hàng toàn quốc các bác nhé. Các bác mua hàng cọc trước khoảng 20% giá trị sản phẩm, số còn lại nhận hàng kiểm tra trả lốt cho người giao hàng. Loa bo xe 1161 giá 2,7 triệu, súp bo xe ABC giá 3,5 triệu, san xui 607 lỡ cha 7,5 triệu đồng, Pioler 7625 mã 4,5 triệu đồng. Ok các bác nhé.